Ngày hôm qua thì miền Bắc đã có nắng rồi. Không biết là diễn biến thời tiết ngày hôm nay tại miền Bắc như thế nào chị Nam ạ? Vâng, dự báo thời tiết ngày hôm nay ở khu vực miền Bắc thì diện nắng sẽ thu hẹp, chỉ xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Bộ và tại thủ đô Hà Nội. Còn Tây Bắc Bộ do ảnh hưởng của khối hội tụ trên cao nên ở vùng núi sẽ có mưa, hình thái mưa dông. Đặc điểm cơn mưa sẽ kéo đến rất nhanh và thường kèm theo lốc sét cùng với gió giật, rất dễ xảy ra thiệt hại. Vì vậy bà con lưu ý là khi mà có những dấu hiệu thay đổi thời tiết thì cần phải tìm nơi tránh trú an toàn, đặc biệt tránh đứng ở dưới gốc cây để đề phòng nguy cơ bị sét đánh. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì nắng nóng vẫn không có dấu hiệu giảm, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 35 độ C. Quý vị cần có những biện pháp để bảo vệ cơ thể khi đi ra khỏi nhà.